Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bốt Home TV. Quý vị yêu kiến trúc mái dốc thì không nên bỏ qua video này. Những mẫu biệt thự mái dốc này đang được khách hàng của Bốt Home vô cùng yêu thích. Cùng Bốt Home điểm qua những mẫu biệt thự mái dốc này để có thêm ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà trong mơ của quý vị nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với biệt thự tại Bắc Giang, KT2231. Công trình mẫu biệt thự mái dốc này được các kiến trúc sư bố trí hệ mái theo khối kiến trúc chữ L. Hệ mái được chia theo tầng độc đáo. Các biệt thự này sử dụng mái dốc để có thể thoát nước nhanh. Hệ mái này giúp công trình ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Mái dốc thường dễ ứng dụng trong cả kiến trúc tân cổ điển hoặc hiện đại. Nó mang trong mình tính thẩm mỹ và tiện ích, công năng rất cao. Thiết kế nhà biệt thự mái dốc được các kiến trúc sư sử dụng nhiều bởi nó có kết cấu chịu lực và kết cấu bao che rất tốt. Mái dốc có khả năng chịu được lực tác động của gió, mưa hay tuyết và nó cũng có khả năng che chắn, ngăn ngừa rột thấm. Ngoài ra hệ mái này còn có một ưu điểm là cách nhiệt và cách âm khá tốt. Mái dốc là hệ mái có cấu tạo độc đáo, dễ biến hóa phù hợp với cả phong cách tân cổ điển hoặc hiện đại. Trong mỗi biệt thự tân cổ điển này thì các kiến trúc sư đưa mái dốc vào với các tầng tách biệt và thu hút. Ở tầng 3 và 4 hệ mái đều có chung một nhiệm vụ là tiết kiệm năng lượng cho gia chủ. Mái dốc có một ưu điểm đáng nể đó là cho phép gió tự nhiên vào nhiều nhất có thể. Hệ thống mái ngói xanh Fuji cũng có vai trò cách nhiệt và điều hòa không khí. Nhờ đó mà chủ đầu tư cũng sẽ tiết kiệm được đáng kể nguồn năng lượng hỗ trợ tốn kém như là quạt hay là điều hòa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với mẫu biệt thự Phú Quốc 3 tầng KT2228. Trong khối kiến trúc của mẫu thiết kế nhà biệt thự đẹp 3 tầng này, chúng ta sẽ gặp được sự giao thoa văn hóa tuyệt vời. Khối mái dốc truyền thống Á Đông kết hợp tinh tế với cửa vòm thức cổ Thái Lan can còn tiện đặc trưng của kiến trúc châu Âu. Sự giao thoa này không chỉ mang tới giá trị văn hóa mà còn giúp chủ đầu tư có được công trình đẹp trường tồn cùng thời gian. Căn biệt thự này sở hữu hệ mái dốc màu đỏ nâu thu hút, gam màu có chiếc hoài cổ nổi bật trên nền sơn trắng. Hệ mái đa tầng này được thiết lập theo từng khối kiến trúc cân xứng, nên nhìn từ trên cao chúng ta sẽ bắt gặp toàn cảnh hệ mái với sự sắp đặt cực kỳ thu hút. Sự phân tầng của kiến trúc biệt thự 3 tầng tân cổ điển có hệ mái được bố cục theo hướng thấp dần đều, khối mái trung tâm bao trọn diện tích sử dụng của tầng 3, hai khối mái lửng nổi bật ở mặt tiền tầng 3. Khối mái sảnh chính được xem là điểm kết nối trung tâm hai khối mái phụ và hệ mái lửng tại hai sảnh phụ hai bên cũng được thiết lập để tạo ra thế cân bằng cho khối kiến trúc. Quan sát kỹ hệ mái dốc này, chúng ta sẽ có thể thấy được dụng ý mở hậu của khối kiến trúc mà các kiến trúc sư đưa vào. Kiến trúc mẫu biệt thự 3 tầng tân cổ điển mở hậu và khối mái cũng thiết lập theo hướng này. Theo quan niệm phong thủy thì với khối kiến trúc mở hậu sẽ mang tới nhiều tài lộc hơn cho chủ đầu tư. Nhưng trên hết, với việc mở khối kiến trúc này sẽ giúp công trình có những công năng tiện ích hợp lý hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với biệt thự Thanh Hóa KT2218. Căn biệt thự 4 tầng sử dụng hệ mái dốc, một hệ mái có nhiều ưu điểm mang tới cho công trình nét đẹp riêng. Hệ mái được các kiến trúc sư tạo ra theo mẫu đa tầng, mái dốc mang trong đó một vẻ đẹp trường tồn không bao giờ lỗi mốt. Mẫu mái này mang tới cho công trình vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch. Mái dốc vốn được tạo ra sự kết nối tuyệt vời với không gian sống xung quanh. Phong cách kiến trúc hiện đại, mái dốc được sử dụng nhiều với hiệu ứng phong thủy tốt. Nhiều chuyên gia cho rằng mẫu mái này sẽ giúp tránh tình trạng tích tụ tà khí, giúp gia chủ có được không gian sống an yên, vui vẻ và hạnh phúc. Ngoài ra, trong kết cấu kiến trúc biệt thự hiện đại, mẫu mái này thuộc hệ mái chống thấm tốt, thoát nước nhanh. Hơn nữa, chi phí xây dựng của hệ mái này cũng không quá cao. Những ưu điểm tuyệt vời này đều đã được tính toán hợp lý để công trình có được kết cấu mái vừa đảm bảo công năng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với biệt thự tại Bắc Giang KT2238. Là mẫu biệt thự nhà phố có vị thế đất đẹp nằm ở hai mặt tiền. Căn biệt thự Bắc Giang này tọa lạc trên mảnh đất hình hộp chữ nhật. Công trình nhà phố quỹ đất không lớn nhưng căn cứ vào yêu cầu nguyện vọng của chủ đầu tư, các kiến trúc sư đã đưa ra giải pháp hiện đại độc đáo, lựa chọn mái dốc cho căn biệt thự nên các kiến trúc sư đã xử lý bố cục hiện mái đầy sức hút. Mái dốc vẫn được sử dụng ở nhiều các công trình biệt thự ngày nay, ngoài tác dụng thoát nước nhanh, chống nóng, chống lạnh hay là làm điểm trang trí đẹp mắt thì hệ mái này còn có một điểm được rất nhiều chủ đầu tư lựa chọn bởi nó gắn bó và gần gũi với văn hóa Việt. Thay bằng mái ngói đỏ tươi trong kiến trúc Việt xưa thì hệ mái chọn màu xanh Fuji thể hiện một vẻ đẹp mới lạ và sang trọng.
Màu mái này còn được bố cục chuyển tiếp thu hút từ cổng đến diềm mái tầng 1 và toàn bộ hệ mái tầng 2. Trên nền tường sơn trắng của kiến trúc, màu ngói này như càng nổi bật hơn. Sức hút nằm ở bố cục và đường nét trang trí. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là ngôi nhà biệt thự 2 tầng hiện đại này chính là cách mà các kiến trúc sư tạo ra từng khối mái giật cấp. Hệ mái chính được thiết kế chạy theo hình chữ L, hai phần mái phụ còn lại là điểm giật cấp với khối mái chính. Còn một góc nối mái ở ban công tầng 2 được thiết kế bằng vật liệu kính ấn tượng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với biệt thự An Giang KT2223. Công trình mẫu biệt thự 3 tầng này có một điểm thu hút đầu tiên, đó chính là hệ mái. Màu ngói đỏ quen thuộc này gợi nhớ đến kiến trúc của người Việt xưa, mang dáng vẻ lạ mắt. Công trình biệt thự này kết hợp với những điểm độc đáo của kiến trúc châu Âu, mang theo một chút hơi hướng vẻ đẹp của kiến trúc châu Á. Mỗi điểm nhấn đều độc đáo và đầy sức hút. Với kiến trúc mở ngang cùng bố cục đối xứng ấn tượng, điều này giúp công trình thể hiện được quy mô không hề nhỏ. Thêm vào đó, các kiến trúc sư lại tạo ra sự khác biệt trong bố cục đối xứng để mang tới điểm nhìn thu hút cho công trình. Thiết kế nhà biệt thự 3 tầng là 3 điểm kết nối của phần mái dốc ở chính giữa trung tâm. Hai bên là hai khối kiến trúc khác biệt, khối bên phải là diện tích sử dụng để ở, khối bên trái được nhấn trang trí nhiều hơn bởi khoảng diện tích đó được kết nối với khối trung tâm để có sân chơi thư giãn cho cả gia đình. Ở đây các kiến trúc sư cũng mở ra một ban công bán nguyệt, là một điểm kết thúc đẹp của khối kiến trúc trụ tròn tầng 1 và tầng 2. Hệ mái với quy mô lớn và rộng cùng với sự phân tầng đa dạng mang tới cho công trình một sức hút rất riêng. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng đến với mẫu biệt thự 1 tầng tại Đồng Nai KT2233. Căn biệt thự Đồng Nai này có tổng diện tích đất gần 1.000m², theo đó khối kiến trúc chiếm 56%, diện tích còn lại các kiến trúc sư dành cho khoảng sân vườn. Có thể thấy khoảng sân trước và bên trái ngôi nhà được bố trí rộng thoáng. Dù có đưa cây xanh vào công trình, nhưng các kiến trúc sư chọn cách cho chúng xuất hiện vòng quanh tường rào. Với diện tích sàn không nhỏ, nhưng chủ đầu tư lại thích sân thật rộng để có thể dễ dàng di chuyển. Và hơn hết là để có khoảng sân có thể bày tiệc lớn nhỏ khi gia đình có việc. Nhìn từ trên cao, có thể thấy hệ mái dốc được kết cấu phân tầng theo từng khối kiến trúc vô cùng độc đáo. Trong kiến trúc, mái dốc là hệ mái không chỉ thoát nước mà còn mang tới hiệu ứng thẩm mỹ đẹp. Với các biệt thự 1 tầng này, hệ mái trải dài được sử dụng toàn bộ ngói Fuji xanh độc đáo, khối mái được cấu tạo khung chắc chắn và phân tầng với độ dốc được tính toán kỹ lưỡng. Mẫu mái này giúp chống nóng vào mùa hè, giữ ấm vào mùa đông và nó cũng là hệ mái gần gũi với văn hóa Việt. Đó là lý do rất nhiều chủ đầu tư yêu thích hệ mái dốc này. Mỗi mẫu biệt thự đều sẽ có một vẻ đẹp riêng. Hệ mái dốc vốn quen thuộc với kiến trúc Việt nó cũng mang tới một vẻ đẹp thanh lịch và ấn tượng. Nếu quý vị yêu thích những mẫu thiết kế này thì hãy liên hệ ngay với Bốt Hôm để được gửi mẫu miễn phí. Hotline 092 123 3456 của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn 24/7.